lưng là yêu sao cái xe lạnh mới gọi hôn tôi vô cớ. Bên tai tiếng suối reo thung lũng miên man những lưng đèo Đà Lạt phía trước mắt, mỗi bước chân mỗi bước chân ta được thấy sản vật ngon suốt bốn mùa và thêm hạt cà phê đắng vị mê say. Chợt yêu văn hóa con người ở đây, phải chăng tôi lâu nay gửi tròn vòng tay. Trong giấc mơ khi mây bay cứ lưng lờ, yêu sao cái xe lạnh mới gọi hôn tôi vô cớ. Bên tai tiếng suối reo thung lũng miên man những lưng đèo Đà Lạt phía trước mắt, mỗi bước chân mỗi bước chân ta được thấy sản vật ngon suốt bốn mùa và thêm cà phê đắng vị mê say. Chợt yêu văn hóa con người ở đây, phải chăng tôi lâu nay gửi tròn vòng tay. Cái tình diệu kỳ từ đất lành, oh đất lành, na 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 na, để ngọn cội vươn cao giữa đất trời và vươn tay. Ở đây sẽ cần thú xong hết đồ đi lên đi chơi chứ còn suy nghĩ là có chi khí hậu con người cảnh vật nên thơ Đà Lạt muốn mơ là kia.